75% là mức thuế tiêu thụ đặc biệt mà mặt hàng thuốc lá đang áp dụng. Tại dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án. Cả hai phương án đều hướng đến mục tiêu tăng 10.000 đồng trên một bao vào năm 2030 nhằm đảm bảo các mục tiêu hạn chế tiêu dùng, đảm bảo ổn định trong thu ngân sách, tạo xu hướng chuyển dịch sản xuất và tiêu dùng lên phân khúc cao hơn. Đa số ý kiến đều đồng tình với đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. Tuy nhiên, việc tăng cao và đột ngột được cho là sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra. Làm thế nào để đảm bảo sinh kế cho người dân tại các vùng nguyên liệu thuốc lá, đảm bảo tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tình trạng buôn lậu để tránh thất thu ngân sách nhà nước? Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn Kinh tế do Truyền hình Quốc hội Việt Nam sản xuất và phát sóng. Thưa quý vị, hiện Bộ Tài chính đang đề xuất sửa thuế tiêu thụ đặc biệt và trong đó có mặt hàng thuốc lá vốn đang áp mức thuế suất cao nhất là 75%. Nhiều ý kiến cho rằng sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt cần đảm bảo hài hòa các yếu tố, đó là sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, điều tiết thu ngân sách nhà nước, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ăn việc làm cho người lao động, góp phần kiểm soát sản phẩm nhập lậu, sản xuất lậu. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn trong chương trình hôm nay cùng với sự đồng hành của ba vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Xin chào. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Xin chào. Và vị khách mời thứ ba, xin được trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch Công ty PwC Việt Nam. Xin chào. Vâng ạ, ở phần đầu của chương trình thì các khách mời cũng đã theo dõi một tổng hợp ngắn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện về việc dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá. Và câu hỏi đầu tiên để mở đầu cho tọa đàm này thì các khách mời có thể chia sẻ quan điểm của mình một cách ngắn gọn về cái tính cấp thiết này cũng như là sự cần thiết của việc sửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá trong giai đoạn hiện nay. Thưa ông Cường. Chúng ta biết rằng là thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế mà đánh trực tiếp vào với người tiêu dùng để nhằm điều tiết hành vi của người tiêu dùng. Mà điều tiết ở đây là hướng vào hạn chế tiêu dùng những cái sản phẩm mà nó không có lợi cho sức khỏe, lợi cho không có lợi cho cá nhân hoặc là không có lợi cho cộng đồng, hoặc là những sản phẩm mà nó gọi là xa xỉ phẩm, nó chưa phải là thiết yếu. Thuốc lá là một trong những sản phẩm mà theo cái khung công ước quốc tế thì chúng ta đang còn thuộc cái diện quốc gia là có cái tỷ lệ người mà hút thuốc là khá cao, kể cả là tỷ lệ trẻ em. Và do vậy thì rất cần thiết phải điều chỉnh cái chính sách thuế để điều chỉnh cái hành vi này làm sao mà giảm cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá xuống. Tất nhiên chúng ta biết rằng là đối với cái việc mà để giảm tỷ lệ cho thuốc lá, sử dụng thuốc lá đấy thì nó phải có nhiều biện pháp. Nhưng mà trong đó thì thuế tiêu thụ đặc biệt tôi cho rằng đấy cũng là một trong biện pháp đứng về mặt kinh tế. Chính vì vậy cho nên là cái sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta cũng cần phải hướng đến cái việc là thay đổi các chính sách thuế đối với thuốc lá thì tôi cho rằng là cũng là phù hợp. Vâng, vậy còn quan điểm của bà Nguyễn Thị Cúc thì sao? Thuế thu đặc biệt, đã tên của nó đã là đặc biệt rồi. Và sản phẩm thuốc lá thì đang ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cho nên chúng tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm là cần phải điều chỉnh thuế suất, thuế thu đặc biệt lần này. Tuy nhiên, cái vấn đề điều chỉnh thuế suất thì cần phải cân nhắc nhiều nội dung. Làm thế nào để hạn chế cái người hút thuốc lá cùng với thuế thì các cái biện pháp khác nữa, nhưng mà còn ảnh hưởng đến cả những người sản xuất vùng nguyên liệu rồi những người bán lẻ vân vân. Và bên cạnh đó nó còn cả sức khỏe cộng đồng và thu ngân sách nhà nước, và một chính sách để đảm bảo hài hòa tất cả yếu tố rất là khó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đấy, vì vậy cho nên cần phải bàn rất là kỹ càng. Vâng ạ, và xin được lắng nghe thêm quan điểm của bà Đinh Thị Quỳnh Vân. Vâng, thì như ông Cường và bà Cúc cũng đã chia sẻ thì nói chung là trên thế giới thì nước nào cũng đánh thuế tiêu thụ đặc biệt trên thuốc lá cả, chứ cũng không phải chỉ riêng Việt Nam. Vì cái lý do chúng ta cũng đều biết, thì anh Cường cũng đã đưa ra. Do vậy thì vấn đề mà đánh thuế tiêu thụ đặc biệt và hàng năm nói chung xu hướng trên thế giới thì đều là dần dần sẽ tăng cái thuế tiêu thụ đặc biệt lên theo hướng, bởi vì là cái mức yêu cầu về sức khỏe các bên phải tiêu dùng. Và hơn nữa là so với lại rất là nhiều nước thì hiện nay cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt tính trên giá bán lẻ của thuốc lá ở Việt Nam vẫn đang còn ở cái mức tương đối là thấp so với lại mặt bằng. Tất nhiên là nó cũng vì lý do thu nhập, rồi vì rất là nhiều các cái lý do khác. Nhưng mà kể cả các nước mà thuế cao thì họ cũng vẫn cứ điều chỉnh tăng dần với cái mục tiêu làm sao mà bảo vệ sức khỏe. Cho tôi nghĩ rằng là cái việc mà sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt với cái xu hướng là tăng thuế dần thì nó cũng là một cái xu hướng chung. Vấn đề ở đây chúng ta chỉ đang nói đến là mức độ tăng thuế là bao nhiêu và cái lộ trình như thế nào để có thể đảm bảo được, đạt được cả các mục tiêu mà chính phủ mong muốn.
Vâng, như vậy thì quan điểm của các khách mời thì cũng đồng tình với việc là cần thiết và cấp thiết phải sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá để có thể kiểm soát tiêu dùng này, phù hợp với tình hình hiện nay cũng như là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, lộ trình tăng như thế nào cho phù hợp thì chúng ta sẽ còn bàn thảo sâu hơn ở phần sau của tọa đàm. Thưa quý vị, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá điếu đã được xây dựng và có lộ trình từ 2006 đến nay là từ 55 lên 75% với mức tăng là 5% một lần và thời gian giãn cách giữa các lần điều chỉnh tăng là 3 đến 4 năm một lần. Theo đề xuất sửa đổi mới nhất của Bộ Tài chính, mặt hàng thuốc lá sẽ có mức tăng thuế liên tục theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2030. Trong đó, phương án 1 năm 2026 vẫn giữ nguyên mức 75% và bổ sung 2.000 đồng một bao. Từ năm 2027 đến năm 2030, mỗi năm thuế tăng thêm 2.000 đồng một bao. Đến năm 2030, mức thuế tuyệt đối là 10.000 đồng một bao. Phương án 2 năm 2026 giữ nguyên tỷ lệ tính thuế 75%, mức thuế tuyệt đối là 5.000 đồng một bao, mỗi năm sau tăng thêm 1.000 đồng một bao, đến năm 2030 thuế tăng lên 10.000 đồng một bao. Chúng ta sẽ có được những cái điều chỉnh cho phù hợp, vừa thay đổi được cái hành vi tiêu dùng cũng như là đảm bảo được cái mức độ an toàn cho, cũng như là nâng cao được cái trách nhiệm của nhà, của cái người sản xuất, cũng như là nâng cao cái ý thức của cái người sử dụng. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về các dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trong đó có dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là luật thuế tác động tới nhiều ngành hàng, doanh nghiệp, người dân. Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ để định hướng tiêu dùng, hạn chế tiêu dùng với một số mặt hàng, nhưng cần phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Vâng ạ, quay trở lại với tọa đàm ạ. Với hai phương án tính thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá mà Bộ Tài chính đề xuất vừa rồi thì thưa bà Nguyễn Thị Cúc, bà có nhận định như thế nào? Cũng như là về từng phương án thì sẽ có những ưu nhược điểm như thế nào thưa bà? Hai phương án đều giống nhau ở chỗ là đến năm 2030 thì đều tăng lên là 10.000 đồng về thuế tuyệt đối cộng với 75% thuế tương đối áp dụng một phương pháp hỗn hợp. Cái vấn đề mà tăng như vậy là tương đối cao so với cái lộ trình là các cái năm trước. Và từ 2019 đến nay thì cũng thấy rằng là nhiều lần cũng phải cần cân nhắc do ảnh hưởng đến là vùng nguyên liệu, rồi ảnh hưởng đến là cái sản xuất của ngành thuốc lá, đặc biệt là trong những giai đoạn vừa rồi thì sau hậu Covid thì gặp nhiều khó khăn. Cho nên chúng tôi cũng thấy rằng là cái lộ trình đó thì nên chọn vào phương án 1. Có nghĩa rằng phương án 1 ở chỗ là đều đều là 2 năm 1. Nhưng cái mức thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như cái mức 2.000 đồng tuyệt đối cộng với 75% thì vẫn cao. Và như vậy thì nên là mức là giãn ra là 5 năm 1, nhưng ở cái mức điều chỉnh, mức số tuyệt đối nó sẽ thấp hơn, chứ không phải là 2.000 như dự thảo thì nó sẽ phù hợp hơn. Với hai phương án này, thưa ông Hoàng Văn Cường, thì ông có thể phân tích nó sẽ có tác động như thế nào đến tình hình thu ngân sách trong giai đoạn từ 2026 đến 2030? Và qua đó thì góc nhìn của ông như thế nào về cái quan điểm là mức tăng thuế sẽ phải đảm bảo hài hòa cả ba lợi ích ở đây, đó là sức khỏe cộng đồng này, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu ngân sách của nhà nước ạ. Cả hai phương án thì tôi thấy rằng là có một cái ưu điểm là chúng ta đã kết hợp cả cái phương pháp đánh thuế là tương đối theo tỷ lệ phần trăm với giá, và lần này đã cho thêm cái thuế là tuyệt đối là theo thu theo bao. Thì việc này thì nó có một cái tích cực là chúng ta không tăng cái thuế suất theo như là cái tỷ lệ phần trăm với giá trước đây, nhưng mà chúng ta lại thu theo bao thì nó cũng hạn chế được cái việc là người ta mua những loại thuốc nó rẻ tiền thì thuế suất nó thấp. Thì bây giờ nếu rẻ tiền thì cũng theo bao, thế cũng phải chịu một cái mức thuế như nhau. Thì nó sẽ hạn chế cái chuyện là anh đi tiêu dùng những sản phẩm mà nó quá thấp. Đấy, cái sản phẩm chất lượng tốt hơn người ta lựa chọn. Thì tôi cho rằng là đây là một cái ưu điểm. Về nguyên lý thì mặc dù thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế để điều tiết hành vi tiêu dùng, nhưng mà điều chỉnh thuế thì nguyên tắc là phải tăng thu. Chứ còn nếu điều chỉnh thuế mà lại làm giảm thu ngân sách thì quả thật cũng là một vấn đề. Đấy, thì rõ ràng là mục tiêu tăng thu ngân sách cũng phải đạt ra. Và tất nhiên đây không phải mục tiêu chính, nhưng mà nó phải đạt được cái nguyên lý đó. Thế thì về nguyên lý thì khi tăng thuế lên mà làm cho cái khối lượng tiêu dùng nó giảm đi, tốc độ của nó đấy là giảm đi mà lớn hơn là tốc độ tăng thuế, thì đương nhiên là cái tổng khối lượng bán ra nó sẽ ít đi. Và như vậy thì có thể là cái lượng thu về nó sẽ giảm. Đấy, cho nên là cái tỷ trọng của tốc độ tăng thuế so với cái tỷ trọng tốc độ tăng của tiêu dùng, nó phải tính toán, cân nhắc kỹ.
Thế thì ở đây tôi thấy rằng là trong cái báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tài chính thì có đưa ra như thế này. Tức là với cái mức mà tăng thuế như là hai phương án đưa ra đấy thì có thể sẽ làm cho cái giá, cái thuế, cái tỷ trọng thuế trong giá bán thuốc lá đấy là nó sẽ tăng lên. Chẳng hạn như là hiện tại bây giờ khoảng 36%. Thì đến năm 30 là nó lên đến 59,4%. Như vậy nó tăng lên khoảng 23%. Đấy, cái tỷ trọng thuế tăng lên 23% trong cái giá bán lẻ. Số người tiêu dùng thì có thể xuống giảm xuống. Hiện tại bây giờ đang là 42,7%. Thì đến năm 30 dự báo là xuống 38%. Như vậy giảm khoảng chừng độ 4%. Như vậy là tiêu dùng giảm 4% thôi. Nhưng mà thuế thì tăng lên đến 23%. Vậy đương nhiên là sẽ tăng thu. Đấy, tăng thu ngân sách. Đấy, và trong báo cáo đánh giá tác động này thì cũng dự báo tăng thu ngân sách là hiện tại bây giờ khoảng 23.000 tỷ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì đến năm 30 khoảng chừng thu được 39.000 tỷ. Cái tốc độ tăng thuế này còn lớn hơn cả cái tốc độ tăng của tỷ suất thuế. Thì tôi thấy rằng quả thật nếu mà đạt được con số như thế này thì cái thành công của việc thu ngân sách rất lớn. Tất nhiên là tôi vẫn chưa kiểm chứng được tốt con số này. Tôi cho rằng con số này có thể là chưa đủ tin cậy bởi vì chỗ là tiêu dùng giảm đến 4%. Đấy. Cái tỷ trọng thuế trong giá tăng có 23% thôi thì làm thế nào mà tổng thuế lại tăng lên được đến gấp rưỡi? Thì tôi thấy đấy là một con số, đấy là một vấn đề phải tính đến. Vậy còn thưa bà Đinh Thị Quỳnh Vân, theo bà thì với những cái phương án tăng thuế từ Bộ Tài chính theo bà thì đã phù hợp với bối cảnh hiện nay chưa? Tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta nói phù hợp thì nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì là chúng ta phải xác định được về cái việc là nó như chúng ta nói, chúng ta có rất là nhiều mục tiêu và phải đánh giá tác động. Thế thì có lẽ là tôi cũng xin chia sẻ một chút là ngay sau khi mà có hai phương án thì bản thân PwC cũng thực hiện một số các cái mô hình để mà đánh giá cái tác động chỉ hoàn toàn về mặt tài chính, và trong đó cũng có tính đến cái việc mà chuyển sang cái kênh buôn lậu một số đấy. Thế thì theo như cái tính toán của chúng tôi thì nếu như với cái phương án, với cái phương án hiện nay thì giá bán lẻ vào năm 2030 nó sẽ tăng trung bình khoảng 100%. Tôi đang nói là trung bình bởi vì hiện nay đối với thuốc lá thì cái giải nó cũng khá là rộng. Vì từ thuốc lá thấp cấp cho đến thuốc lá cao cấp. Thế nhưng mà nếu mà phân khúc thấp ấy, thì tỷ lệ tăng khoảng 150%. Thế còn nếu như chúng ta chỉ nhìn ở ngay trong năm 2000, ngay năm đầu tiên sau khi tăng thuế, nếu như chúng ta đi phương án thứ hai thì cái thuế, riêng cái tiến thuế trên bao mà của cái phân khúc thấp cấp ấy, nó tăng khoảng 2,5 lần. Bởi vì cái giá bán lẻ của cái phân khúc thấp hiện nay nó chỉ xung quanh khoảng 10.000 đến chưa đến 10.000 và tính ra thuế khoảng 3,6 nghìn. Thế tăng thêm 5.000, một cái 5.000 đấy anh cộng vào nó đã trở thành như vậy thì cái mức độ nó sẽ khá là lớn. Thì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng cho cái mức thấp nó sẽ rất là lớn. Thì cũng như tính toán của chúng tôi đã dựa trên một số những cái mô hình tính đấy thì có lẽ là con số của tôi thì nó không được khả quan như là cái con số dự toán kia. Tất nhiên là vì nó cũng đã tính đến cả cái vấn đề xu hướng của lợn. Thì đến năm 30, tổng tiêu thụ của ngành có thể sẽ giảm từ 10 đến 12%. Đấy, nó cao hơn con số 4%. Trong khi đấy thì cái sản lượng mà thuốc lá hợp pháp có thể sẽ giảm từ 40 cho đến 45%. Vâng. Và nó sẽ tiệm cận với lại thuốc lá bất hợp pháp. Hiện nay tỷ lệ của thuốc lá bất hợp pháp, chúng tôi gọi là thuốc lá bất hợp pháp ở Việt Nam, nó vào khoảng 12%. Thế nếu như khi mà cái mức mà tăng cao như thế này thì và trong thời gian thì cái thuốc lá bất hợp pháp nó sẽ càng ngày nó sẽ càng tăng, mà một khi nó đã tăng thì cái xu hướng nó sẽ không giảm. Theo như các khách mời vừa mới chia sẻ thì việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ dẫn đến giảm mạnh về nhu cầu và đồng nghĩa là đầu ra của cây thuốc lá cũng giảm mạnh, gây bất lợi rất lớn cho các địa phương có vùng trồng nguyên liệu. Nhiều ý kiến cho rằng điều này sẽ tạo ra gánh nặng lớn về mặt kinh tế, an sinh xã hội cho các vùng nguyên liệu thuốc lá. Cách đây vài năm, gia đình chị Mai và anh Bảo ở huyện Krông Bong, Đắk Lắk chỉ có mức thu nhập đủ ăn. Sau khi tham gia vùng trồng nguyên liệu cho nhà máy thuốc lá, mức thu nhập đã lên đáng kể. Sau khi trừ hết chi phí công cán của vợ chồng tôi đun thì lãi ròng được khoảng 140 triệu trên 1,5 hectare. Trước đây gia đình tôi chưa biết về cây thuốc lá, thì gia đình tôi đã trồng cây bắp, cây mì hoặc là cây lúa nước. Cây thuốc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Bản thân tôi năm tá sẽ làm nhiều hơn để tăng thêm thu nhập và ổn định cho con cái ăn học được tốt hơn. Thống kê trên cả nước,
Hiện có khoảng 14.000 hecta gieo trồng cây thuốc lá, tập trung ở nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Gia Lai, An Giang, Đắk Lắk. Cái đặc thù của Cà Rồng Bông ấy là một bên có vườn quốc gia Trường Sinh và có một hệ thống sông rất là nhiều, cho nên việc cái diện tích đất mà để trồng các cây công nghiệp dài ngày không có. Huyện đã ban hành cái nghị quyết 04 về chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thì trong đó thì cây thuốc lá là rất phù hợp với vùng đất phù sa bồi ở các cái dòng ven sông, đặc biệt là một số xã không có diện tích đất lớn. Về đầu ra rất cam kết với bà con nông dân có một cái thu nhập rất chi là tốt và ổn định, mang lại một cái lợi ích cho bà con năng suất. Cây thuốc lá có thể là cây mà không những xóa đói giảm nghèo mà làm giàu cho bà con nông dân ngay trên địa bàn huyện Cà Rồng Bông. Những vùng trồng nguyên liệu thuốc lá đã và đang giúp cải thiện sinh kế cho nhiều bà con vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo ra khoảng 11.000 việc làm trực tiếp. Vâng, trước đó thì các khách mời cũng chia sẻ những quan điểm rằng là việc tăng lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá thì phải cân đối nhiều lợi ích hài hòa giữa các bên nhà nước và doanh nghiệp. Nhưng mà trong phóng sự vừa rồi thì những cái vùng trồng nguyên liệu thuốc lá cũng đã đảm bảo sinh kế cho những bà con vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, và đây cũng là cái bộ phận mà chúng ta cần phải tính đến việc tính toán lợi ích. Vậy thì thưa ông Hoàng Văn Cường, ông nghĩ như thế nào về ý kiến này ạ? Rõ ràng ta nhìn thấy phóng sự ấy đã nêu lên cái việc mà trồng cái thuốc lá là một trong những các cái sinh kế mà khá là căn bản bền vững của một số người dân ở những cái vùng mà ở những vùng đấy có khi là chưa biết là sản xuất cái gì nó có hiệu quả hơn, và khi người ta lựa chọn được cái sản phẩm cây thuốc lá thì nó đã thay đổi được cái phương thức sản xuất, thay đổi phương thức các cái điều kiện sống của họ. Đấy, cho vậy cho nên là đấy là một cái nghề sản xuất tôi cho rằng là nó khá là ổn định, nó cũng khá là phù hợp, nó cũng là cần thiết cho một cái nhóm của những người dân ở một số vùng. Bây giờ nếu như chúng ta đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thì đương nhiên là cái nhu cầu sản xuất là sẽ giảm đi, thì nguyên liệu đầu vào phải giảm, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay đến cái nhóm này. Và như vậy thì rõ ràng là ở đây chúng ta phải tính tác động đến là cả cái nhóm của những người nông dân đang sản xuất cái nguyên liệu trong cái thuốc lá hiện nay như thế nào. Và rõ ràng là khi mà chúng ta tính đến cái phương án đánh thuế như thế thì chúng ta lại phải nhìn tiếp theo xem là vậy thì phương án để thay đổi, chuyển dịch cái hoạt động sản xuất để làm sao để người ta sẽ có tiếp tục có cái sinh kế tốt và nó không ảnh hưởng đến, không phải chỉ riêng cá nhân của người đó mà thực sự là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự bình ổn chung của về đời sống kinh tế xã hội. Thì khi đấy chúng ta thấy rằng chính sách thuế chúng ta nó mới đạt được mục tiêu. Xin được lắng nghe thêm ý kiến của bà Đinh Thị Quỳnh Vân. Bất kỳ một cái chính sách nào thì chúng ta cũng phải xem đến cái ảnh hưởng của tất cả các bên có liên quan. Thuốc lá thì không thể bỏ qua phần của bên nguyên liệu. Và cái việc mà thực ra những năm gần đây Việt Nam tự đáp ứng được một phần lớn cho cái nguồn nguyên liệu của mình, đấy nó cũng là một cái cố gắng rất là lớn của ngành thuốc lá, phải nói thẳng như vậy. Bởi vì nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong những năm trước đây thì phần lớn bản thân chúng ta phải đi nhập sợi thuốc lá từ nước ngoài. Thế và qua rất là nhiều năm thì ngành thuốc lá đã xây dựng được cái vùng nguyên liệu cho mình để mà đáp ứng được. Thì trong bây giờ khi nếu như mà sản xuất mà giảm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải thu hẹp lại cái phần của cái nguồn nguyên liệu. Cái xu hướng mà tăng thuế thì không ai có ý kiến, vấn đề là chúng ta có một cái lộ trình đủ dài và nó đủ rõ. Thưa bà Nguyễn Thị Cúc, trước đó thì ông Hoàng Văn Cường đã có sự phân tích rằng là khi mà tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá thì sản lượng sẽ giảm, thì vùng nguyên liệu cũng sẽ giảm. Tuy nhiên cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa có những cái chính sách đồng bộ từ các bộ liên quan như là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn này, hay là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ví dụ như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho những bà con đang sử dụng những cái vùng nguyên liệu này. Vậy thì thưa bà, chúng ta hiện nay sẽ cần những cái chính sách đồng bộ như thế nào từ các bên liên quan? Rõ ràng thì tăng thuế thuốc lá thì sẽ ảnh hưởng đến cái người trồng thuốc lá. Và bây giờ thì theo cái phóng sự, chúng ta có đến hàng chục cái người để hưởng lợi từ cái việc trồng thuốc lá và không phải là đảm bảo đời sống mà có thể làm giàu. Vậy thì việc chuyển đổi trồng cây gì, nuôi con gì vân vân, cây và con vân, thì nó rất là khó ở chỗ là không chỉ chúng ta chỉ lên một cái hệ trồng vùng nguyên liệu hoặc là trồng tiêu trong điều mà liên quan đến đầu ra.
Và ở đây đối với sản phẩm thuốc lá thì người ta ký hợp đồng với các cái nhà máy thuốc lá đã ổn định đầu ra rồi. Bây giờ chúng ta lại tìm một cái sản phẩm mới mà không có đầu ra. Thì chúng ta đã từng là gì? Chặt tiêu rồi lại trồng điều, rồi chặt cà phê, rồi để trồng sầu riêng, rồi để trồng tất cả những cái sản phẩm để ớt vân vân. Rồi sau đó không có kế hoạch lại là không đầu ra được. Trung Quốc họ ngừng mua luôn vân, thì mình lại là chuyển đi một cái khác. Cho nên vấn đề mà tìm được một cái loại cây giống hoặc là cây phù hợp với kể cả vùng phù sa hoặc là vùng miền núi hoặc là vùng trung du v.v. mà đang trồng thuốc lá cũng rất là khó. Cho nên phải có cân nhắc, không thể ngay lập tức là hoặc là chỉ có 1 năm, 2 năm mà người ta chuyển đổi được. Và như vậy rõ ràng là phải có một kế hoạch lâu dài để làm thế nào ổn định người sống, ổn định đời sống của người dân. Và đây người dân ở đây, và chúng ta thấy rõ ràng là dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng ở vùng cao, ở những vùng đất khó khăn thì để người ta chuyển đổi được. Thuốc lá thì nó chưa phải là sản phẩm không cấm, nó chỉ là hạn chế thôi. Đấy, do vậy cho nên là cái quá trình nó tác động đến cả cái chuỗi sản xuất của nó, nó phải có một cái đứng xử, nó phải rất là mềm dẻo, chứ nó không phải là sản phẩm cấm. Tuy nhiên ngay kể cả sản phẩm cấm trước đây, chúng ta thấy thuốc trồng của thuốc phiện là sản phẩm cấm. Nhưng mà để cho người nông dân ở một số cái vùng núi ấy, người ta bỏ cái trồng của thuốc phiện để chuyển sang cái khác, chúng ta đã phải có một cái chương trình 06 để hỗ trợ cho cái người nông dân đó, người ta chuyển đổi. Cho nên là đây là sản phẩm không cấm, thì khi mà chúng ta tác động đến họ thì chúng ta lại càng cần có một cái chương trình để tác động hỗ trợ cho họ, để họ có thể chuyển đổi một cách mềm trong cái chuyện là lựa chọn giữa trồng cây nguyên liệu này hay trồng cây khác. Đấy, thêm vào đấy nữa thì nếu như mà có thể được, có thể có những cái vùng nó có ưu thế, có những vùng mà nó có thực sự là có cái chất lượng tốt, thì chúng ta cũng lại phải đầu tư để cho cái người sản xuất ở đấy, rồi thậm chí công nghệ vào để chế biến, để có thể chuyển từ cái nguyên liệu đó phục vụ cho nhà máy trong nước trở thành nguyên liệu xuất khẩu. Đấy, thì nếu như chúng ta mà có một chương trình tổng thể như thế thì tôi cho rằng là khi đấy chúng ta sẽ đánh thuế, hạn chế sản xuất, nhưng mà chúng ta sẽ thu được cái lợi ích kép, kể cả từ chuyện chuyển đổi sản xuất sang những mô hình mới tốt hơn, kể cả cái chuyện là gì xuất khẩu ra nước ngoài có thể thu lợi ích tốt hơn, và nó sẽ đảm bảo là hài hòa được lợi ích. Vừa rồi là những góc nhìn của các khách mời về mục tiêu của việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế tiêu dùng các loại hàng hóa ảnh hưởng tới sức khỏe và đồng thời đảm bảo khía cạnh thu ngân sách, kinh tế xã hội. Còn dưới góc độ của doanh nghiệp thì sao? Việc sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt cũng cần phải đảm bảo lợi ích cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp thì vốn đã và đang chịu rất nhiều tác động khi vừa trải qua những năm đại dịch, thiên tai cùng với những bất ổn trên toàn cầu. Vì vậy nhiều ý kiến bày tỏ rằng cần tránh cú sốc chính sách khiến cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn hơn, và đặc biệt là cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có phương án phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Từ năm 2019, tại Việt Nam, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá điếu tăng lên 75% đã khiến giá bán lẻ thuốc lá tăng mạnh. Tại thời điểm đó, buôn lậu thuốc lá trở thành hoạt động siêu lợi nhuận do né được nhiều loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Thực tế cho thấy, số lượng vụ buôn lậu thuốc lá từ bên kia biên giới vào Việt Nam đã tăng đột biến. Do đó, đại diện các doanh nghiệp thuốc lá kiến nghị nên tránh những cú sốc đột ngột có thể dẫn đến làm sụt giảm nhanh chóng sản lượng hợp pháp trong khi làm bùng phát thuốc lá lậu. Doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp như chúng tôi rất mong nhà nước xây dựng và phát triển chính sách thuế phù hợp, cân nhắc những cái tác động đa chiều đến doanh nghiệp, đến người tiêu dùng và đến nguồn thu ngân sách nhà nước, hài hòa giữa mục tiêu hạn chế tiêu dùng với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chống thuốc lá lậu, từ đó có lộ trình áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp, tạo điều kiện cho những chủ thể có liên quan có sự chuẩn bị và thích ứng. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam ước tính nếu thực hiện một trong hai phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá của Bộ Tài chính thì trong năm 2026, giá bán lẻ thuốc lá có thể sẽ tăng từ 24 đến 62%, kéo theo sản lượng giảm 18%. Đây là về sản lượng, thì giai đoạn 2630 thì sản lượng thuốc lá tiêu thụ đặc biệt hợp pháp, bây giờ là 2023 là 4,3 tỷ bao, thì nó sẽ giảm hết lần lượt là khoảng 18% năm. Và đến 2030 thì từ 4,3 tỷ bao có thể xuống đến 1,5 tỷ bao. Đây là con số rất quan trọng của ngành thuốc lá. Thứ hai là song song với việc sụt giảm thế này thì cái thị phần thuốc lá lậu sẽ có cái ưu thế rõ rệt, và cái thực tế này nó diễn ra tại các nước trên thế giới, và đặc biệt là Malaysia, là do cái tác động của cái việc ăn đột xuất và
không có sự chuẩn bị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái việc tác động chính sách. Đối với ngành thì nó chính là hiệp hội 18 đơn vị trong hiệp hội sẽ phải thực hiện cái hoạt động cơ cấu lại, đặc biệt là tác động sâu rộng đến cái lực lượng bà con nông dân đang trồng lúa và ở các vùng biên giới. Nhìn rộng ra trên thế giới, kinh nghiệm từ Malaysia cho thấy sau khi nước này tăng thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2014-2015, sản lượng thuốc lá hợp pháp giảm 55% chỉ sau 5 năm. Điều đang nói là vào năm 2020, thuốc lá lậu chiếm 65% thị phần, gây thất thoát 5,1 tỷ ringgit tiền thuế, từ đó thu ngân sách sau thuế giảm so với thời điểm trước khi tăng thuế. Trước đây, buôn lậu thuốc lá chỉ dao động ở mức khoảng 33-35%, nhưng với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt dẫn đến giá thuốc lá tăng nhanh. Trên thực tế, riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đã tăng gần gấp đôi, nhưng đồng thời giá thuốc lá cũng tăng 40-50% cùng một lúc. Điều đó làm cho thuốc lá hợp pháp trở nên rất đắt tiền, đặc biệt đối với nhóm thu nhập thấp. Đây là nhóm có tỷ lệ người hút thuốc lá khá cao. Trên thực tế, vào cuối năm 2020, hoạt động buôn bán bất hợp pháp đã gia tăng đến mức gần 2/3 tổng thuốc lá bán ở Malaysia là hàng bất hợp pháp hoặc buôn lậu. Hay như tại các nước châu Âu khác, trong giai đoạn 2002-2005, khi thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối đánh vào thuốc lá tại Đức tăng 48% và thuế tương đối tăng khoảng 8%, thì người tiêu dùng chuyển sang mua thuốc lá từ các quốc gia khác. Lượng tiêu thụ thuốc lá hợp pháp giảm khoảng 34% và ngân sách nhà nước cũng giảm theo. Còn tại Vương quốc Anh, trong năm 2011, sau khi tăng 30% thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối, thuốc lá lậu tăng và chiếm khoảng 20% thị trường vào năm 2016, gây thất thu thuế khoảng 2,5 tỷ bảng Anh. Đứng trước những bài học của các quốc gia trên thế giới, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần có những đánh giá tác động cụ thể, trong đó đánh giá hành vi tiêu dùng là rất quan trọng. Vâng, vừa rồi là tình hình thực tế tại một số nước trên thế giới mà phóng viên truyền hình của Việt Nam đã tổng hợp lại. Thưa bà Nguyễn Thị Cúc, trước đó thì đánh giá về hành vi người tiêu dùng thì bạn có đề cập rằng là khi mà hàng chính thống tăng giá đột ngột thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng là chuyển sang thuốc lá lậu. Vậy thì bà có thể đánh giá cái tác động của mức độ đáng lo ngại của cái tình trạng này? Vâng ạ, khi mà chúng ta chuyển cái thuế tăng nhanh và cái lượng hút thuốc lá người ta vẫn không thể nào thay đổi được. Đặc biệt là như qua phóng sự cũng như là qua ông Cường phân tích thì cái tỷ lệ mà hút thuốc lá ở đây đối với những người có thu nhập thấp lại chiếm tỷ trọng cao hơn những người có thu nhập cao. Và rõ ràng người ta phải tìm đến cái loại thuốc lá khác phù hợp với cái túi tiền của người ta. Và quê tôi là quê miền Trung và tôi thấy rằng là hầu hết là người ta đang hút thuốc lá Zep và Hero gần như là rất là thông dụng. Và hiện nay chưa tăng thì người ta vẫn thấy cái giá thuốc lá đấy đã rẻ rồi. Và nếu như bây giờ thuốc lá chính ngạch tăng lên thì bắt buộc người ta phải tìm đến những thuốc lá bất hợp pháp. Và như vậy vô hình chung cái mục tiêu của chúng ta là để hạn chế tiêu dùng rồi tăng giá bán và điều chỉnh thuế thì không đạt được, mà lại dẫn đến một cái tình trạng gần như Malaysia thì dẫn đến là cái thuốc lá lậu nó chiếm đến 2/3 xã hội. Và đến cái từ thời điểm đấy đến nay thì gần như người ta chưa khắc phục được, bởi vì người ta đã khi mà người ta đã quen với cái thuốc lá lậu rồi thì người ta tìm mọi cách, và khi có lãi thì bằng mọi cách người ta vẫn nhập. Cùng phân tích sâu hơn câu chuyện ví dụ Malaysia trong phóng sự vừa rồi, thưa bà Đinh Thị Quỳnh Phân, họ đã có những cái con số thống kê rất là cụ thể sau tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, đặc biệt là cái thị trường buôn lậu đã tăng rất là mạnh. Vậy thì theo PwC thì thưa bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái hành vi tiêu dùng này. Malaysia cũng giống như Việt Nam là cái khả năng mà tiếp cận thuốc lá lậu rất là dễ dàng. Chúng ta có thể mua, ví dụ ở bên đấy thì họ cũng bán ở vỉa hè, ở tất cả các ngõ ngách nào cũng có thể mua được, vì là cái việc mà quản lý và bán thuốc lá ở bên Malaysia cũng giống như ở Việt Nam, nó khá là lỏng lẻo. Thứ hai là cái việc kiểm soát thuốc lá lậu nó không hiệu quả, cũng nhiều lý do. Thứ nhất là về cái địa hình của họ là đường biên giới rồi tiếp giáp với rất là nhiều các cái quốc gia xung quanh, mà những cái quốc gia đấy thì bản thân quốc gia đấy, những cái quốc gia bên cạnh cũng không phải là những cái quốc gia mà có cái việc kiểm soát nó tốt. Thứ ba là chênh lệch giá. Chênh lệch giá rõ ràng rồi. Và một phần nữa là nếu như bây giờ kiểm soát lỏng lẻo thì cái rủi ro mà bị bắt nó sẽ kém hơn là cái mức độ tài chính. Mặc dù là có thể nói tịch thu, có thể nói phạt, nhưng mà cái tỷ lệ xác suất để mà bị bắt nó thấp. Về mặt thu nhập, về mặt người dân thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là giữa Malaysia và Việt Nam cũng tương đối là tương đồng. Cái mức tụ thu nhập nó cũng gần, họ có cao hơn một chút, nhưng mà cũng đại bộ phận của người dân cũng đang ở cái mức độ
thu nhập thấp và trung bình. Và như vậy thì cái việc mà cái chênh lệch giá đối với họ nó sẽ rất là đáng kể. Họ sẽ sẵn sàng để mua những cái sản phẩm mà có giá rẻ khi mà bị tăng giá. Thì chúng ở riêng ở Malaysia thì mặc dù cái thuế thuốc lá tăng từ năm 2015 và sau đó họ không tăng nữa. Nhưng mà một khi mà người dân người ta đã chuyển sang dùng thuốc lá lậu thì họ lại không quay ngược trở lại. Một điều nữa mà tôi nghĩ rằng là hiện nay đây cũng là theo tính toán, bởi vì cũng xem một số nghiên cứu của chúng tôi thì thấy rằng là cái thực ra thị trường thuốc lá lậu có khi nó còn cao hơn so với là mình dự đoán, bởi vì đã lậu thì chúng ta không tính toán được. Một số những báo cáo thì thấy rằng là số liệu chính thức thông thường chỉ được khoảng 1/3 so với lại cái số liệu thực tế về đây chỉ là như thế. Và càng ấy sau, định nghĩa của chúng ta là thuốc lá lậu là thuốc lá nhập lậu vào. Nhưng chúng ta nếu như với cái mức cao hơn, mà nếu như bây giờ họ dùng thuốc lá thủ công hoặc đấy, thì cái đấy có được coi lậu không? Hay là chúng ta chỉ coi đấy là thuốc lá bất hợp pháp. Cũng không đóng thuế chứ cũng không phải là bất hợp pháp. Bởi vì nếu người ta tự, vâng, người ta không cấm đúng không anh? Cho nên là nếu người ta tự làm rồi người ta tự ấy thì cũng không thể bị coi là như vậy được. Thì nó còn cả một cái yếu tố đó nữa, và cái yếu tố đấy nó sẽ liên quan rất là nhiều đến sức khỏe. Vì thuốc lá lậu có một cái điều dở, tại sao các nước nó là không kiểm soát được chất lượng. Ngoài cái chuyện thất thu thuế, nó còn vấn đề về chất lượng và nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nên tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái yếu tố mà rất là cần, mà rất là nhiều quốc gia cũng rất đau đầu về cái nạn thuốc lá lậu, chứ chẳng riêng gì Việt Nam ạ. Vâng. Theo ước tính mỗi năm thì việc thuốc lá nhập lậu đang chiếm khoảng 20% thị phần trong nước, và ngân sách nhà nước thì thất thu khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng. Vậy nếu tình trạng mà tăng thuế diễn ra và cái thị trường nhập lậu nó có tăng lên, thì Hiệp hội Thuốc lá đang ước tính cái con số thất thu ngân sách có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng vào năm 2030. Vậy thì thưa ông Hoàng Văn Cường, theo ông thì đây có phải là vấn đề cần phải tính toán kỹ hay không? Rõ ràng là cái đánh giá tác động của vấn đề tăng thuế tiêu thụ đặc biệt này nó sẽ tác động đến cái nhập lậu như thế nào. Tôi cho đây là một trong những vấn đề rất quan trọng. Bởi lẽ chúng ta nhìn thế này này, cái nguyên tắc của nó là khi tăng thuế thì bao giờ cũng tỷ lệ thuận kéo theo là tăng buôn lậu. Hình như chị Vân vừa nói rằng là cái xác suất bị bắt ấy, và nó tùy thuộc xác suất bắt. Nếu anh quản lý không chặt, xác suất bắt nó thấp thì người ta càng khuyến khích bán tăng lậu. Và thuế suất cao cũng khuyến khích. Bây giờ tôi ví dụ như này, thuế suất mà 100% so với giá bán thì cứ đi buôn 2 lần bắt 1 lần là tôi vẫn thắng. Tôi vẫn thành công. Và nếu như thuế suất đến 200% so với bán thì đi buôn 3 lần với thoát 1 lần tôi vẫn đi buôn. Đấy, tức là như vậy, tức là khuyến khích người ta sẵn sàng người ta lao vào, người ta đi buôn lậu như thế. Nếu như chúng ta không có những biện pháp thực sự là ngăn chặn được cái buôn lậu. Đấy, và đặc biệt buôn lậu thuốc lá nó dễ lắm. Nó lại liên quan Việt Nam mình, là liên quan mấy nước láng giềng như Campuchia, là cái nước mà hàng hóa thuốc lá của nó rất rẻ và nó rất tự do. Cho nên là nói thật là điều này là cái điều mà chúng ta dự báo về khi tăng thuế suất cao ở cái mức vượt trội như thế thì chắc chắn rằng tỷ lệ buôn lậu sẽ tăng rất nhiều. Đấy, tôi lấy ngay con số bây giờ, cứ như là chúng ta đang có con số mà vừa mới nói rằng là hiện tại 20%. Vâng. Đúng không ạ? Hiện tại 20% mà đã thất thu 5-6 ngàn tỷ. Đúng không ạ? Vậy thì tôi cho rằng là không có thay đổi con số là tỷ lệ không tăng lên nhé, không tăng số buôn lậu lên. Thì chỉ cần tăng cái thuế suất trên giá bán thì ngay lập tức cái 20% đấy nó sẽ tạo ra là gì? Là thất thu lên 9 nghìn tỷ. Vâng. Đấy. Nhưng mà chưa nói gì đến chuyện là thay tăng là tỷ lệ buôn lậu. Thế còn lại nếu như tỷ lệ buôn lậu tăng lên tương đứng như tao nói tỷ lệ phần trăm của thuế suất như thế thì cái con số này nó phải tăng lên gấp đôi đấy. Và như vậy 15 17 ngàn tỷ tôi cho rằng là con số thấp. Đấy, con số thấp. Và nếu như 15 17 ngàn tỷ tiền thất thu thuế từ buôn lậu thì đương nhiên là cái khu vực sản xuất trong nước là thu hẹp lại. Chúng ta không khác gì nhiều lắm so với Malaysia về những điều kiện như là kiểm soát về biên giới, về phong cách bán hàng. Thậm chí những cái nước phương Tây, chúng ta biết rằng là bán hàng đi mua thuốc lá nó khó hơn rất nhiều lần. Đi mua được một cái gói thuốc lá nó khó lắm, đi kiếm được một chỗ bán thuốc lá vô cùng khó. Thế mà Đức với Anh, đấy chúng ta thấy trong phóng sự đều nói rằng là tăng thuế lên, người ta đi mua thuốc lậu lậu. Thậm chí chúng ta biết rồi, người Việt Nam mình rất nhiều người sang Đức trước đây sống chỉ bằng cái nghề gì, đi bán thuốc lậu. Chỉ bằng bán thuốc lậu. Đấy, cầm bao nhỏ nhỏ đi bán rong rong thôi. Đấy, vẫn sống được cơ mà. Buôn là rất dễ. Cho nên là quả thực cái con số mà chúng ta đánh giá về cái nguy cơ thất thu ngân sách khi mà chúng ta tăng thuế như này thì tôi cho rằng con số mà vừa với dự báo chính thức đấy có thể là cần phải xem xét lại rất kỹ. Vâng. Đấy, và qua xem xét như thế thì chúng ta mới thấy được là cái nguy cơ tác động của nó rất lớn nếu như chúng ta không có các giải pháp khác đi song hành với đại việc là tăng thuế. Cho nên tăng thuế tôi thấy rằng tất cả các diễn giả đều rất đồng tình chúng ta phải tăng, nhưng mà lộ trình làm sao, các giải pháp đi kèm cho nó là gì
Điều đấy mới là điều quan trọng. Vâng. Bao nhiêu lộ trình như thế nào để cho tất cả các bên công nhân? Đây cũng là thắc mắc mà xuyên suốt tọa đàm tới giờ thì các khách mời bên cạnh việc là cung cấp những góc nhìn rất là đa chiều, đánh giá mọi mặt tác động sau với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá rồi, thì đến cuối tọa đàm thì cũng rất là mong các khách mời có những cái chia sẻ rằng là làm thế nào đây để chúng ta có được một cái lộ trình tăng thuế phù hợp này, vừa đảm bảo được mục tiêu là điều tiết tiêu dùng này, vừa tránh tăng sốc tạo ảnh hưởng đột ngột đến những cái vùng trồng nguyên liệu như chúng ta vừa theo dõi, ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, hay là vô hình chung lại tạo cơ hội cho cái thị trường buôn lậu nó tăng cái thị phần. Xin được hỏi bà Nguyễn Thị Cúc trước ạ. Tất cả chúng ta đều thống nhất là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt là hợp lý. Tuy nhiên bây giờ là cái thời điểm tăng, rồi lại là cái lộ trình tăng như thế nào, và tăng thế nào để là giảm thiểu cái buôn lậu, hoặc là buôn lậu không tăng lên và người ta không chuyển, mình mục đích là hướng tới thuốc lá cao cấp thì người ta lại chuyển từ thuốc lá cao cấp sang cái thuốc lá tự sản tự tiêu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Và như vậy thì ngoài các cái phương án, thế lệ ví dụ như phương án của PwC là một cái phương án nó rất là khoa học, hoặc là phương án của Viện Chiến lược của Bộ Tài chính, rồi phương án của Ban soạn thảo, thì chúng ta cần cân nhắc thật kỹ càng. Và cân nhắc thật kỹ càng để đưa ra rằng là rồi chúng ta thấy từ 2019 đến nay là 5 năm rồi chúng ta mới sửa thuế, và buôn lậu thì nó vẫn tăng lên, và bây giờ chúng ta lại sửa là liên tục và số tiền nó tăng cao thì nó tác động như thế nào. Cho nên cái quan điểm của chúng ta phải cân nhắc kỹ lại, và có thể là thời gian nó, lộ trình nó sẽ giảm đi, không phải là một năm một lần, có thể 2 năm một lần, hoặc là không phải là 2.000 hoặc là 1.000 vân, thì như vậy cái giảm thiểu cả cái số tiền tuyệt đối, bởi vì hiện nay chúng ta đang vấp hỗn hợp, chúng ta đang giữ cái tương đối rồi, có phương pháp hỗn hợp là tốt, nhưng ngay lập tức chúng ta nâng cái số hỗn hợp lên cao, thì đặc biệt là những cái loại thuốc lá phân khúc thấp, ví dụ sông cầu vân vân, thì một bao thuốc lá đã là 2.000 hoặc là 10.000 thì cái thuế nó đã cao hơn cái giá bán rồi, thì đương nhiên người ta sẽ không tồn tại được. Và chính như vậy các nhà sản xuất nó cũng có ý kiến, và vùng nguyên liệu cũng có ý kiến, và chính bài toán đặt ra là cho ban soạn thảo cũng như là các đại biểu quốc hội vân vân phải tính toán để làm thế nào chúng ta vừa điều chỉnh thuế nhưng hợp lý, có lộ trình và từ từ để cho có thể hài hòa, hoặc là cái hạn chế những cái tác động mà tiêu cực nó giảm thiểu đi. Vậy còn ý kiến của bà Đinh Thị Quỳnh Vân về cái lộ trình tăng thuế phù hợp như thế nào đấy ạ? Tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của bà Cúc. Thứ nhất là hiện nay chúng ta đang xây dựng lộ trình 2030, tới sau 30 vẫn tăng thuế, chứ có phải là chúng ta đúng không ạ? Như vậy thì cái việc làm sao mà giảm, tôi nghĩ là cái mức tăng thuế thế nào để cho cả người tiêu dùng và nhà sản xuất họ đều có thể quen dần được. Bởi vì là thực ra nếu như mỗi một bao tăng 500, 1.000 thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng và xuất ra nó cũng chuyển sang cái, nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Và nếu chúng ta có một cái lộ trình dài như vậy, ví dụ như cứ mỗi khoảng 2, cái này tôi chỉ nói ví dụ thôi ạ, chứ cũng không ấy. Để ví dụ như khoảng 2 năm, 3 năm chúng ta có một cái lộ trình là cứ 2, 3 năm chúng ta tăng thêm 1.000 chẳng hạn. Thì cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng người ta cũng sẽ biết, nhà sản xuất người ta cũng có thời cần thời gian để mà chuyển đổi. Như chúng ta nói là cái mục đích là có thể chuyển đổi cái thuốc từ lên các cái giá cao cấp hơn đúng không ạ? Nếu như vậy thì bản thân các nhà sản xuất người ta cũng phải có cái thời gian để người ta nghiên cứu, người ta chuyển, chứ cũng không ấy. Rồi vì nó có rất là nhiều những cái yếu tố, và bản thân cái người tiêu dùng thì ở một cái mức mà người ta có thể vẫn có thể chấp nhận được. Ví dụ như tôi nghĩ rằng là với một bao 10.000 mà tăng thêm 1.000 thì có nghĩa là nó là 10%, 2.000 thì là 20%, 5.000 là 50%, nó sẽ khác hẳn, đúng không ạ? Thì như vậy thì với một cái mức độ vừa phải để mà người tiêu dùng người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận, người ta vẫn ở lại với cái kênh hợp pháp của mình, và sau đấy dần dần đấy lên thì họ sẽ dễ chấp nhận, mặc dù là chúng ta cũng vẫn có đạt được cái mức mà chúng ta 10.000, nhưng thay vì là 5 năm thì có thể là 10 năm sau, đúng không ạ? Thì nó cũng vẫn là một cái phần mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn, làm sao mà nó có thể cân đối ở trong tiếng Anh nó có khái niệm affordability, là khả năng và có thể chi trả. Như vậy thì có lẽ cần phải nghiên cứu thêm về cái vấn đề đấy, nhưng tôi nghĩ theo tôi thì có thể nên giãn lên như vậy, và cứ khoảng 2 năm 3 năm chúng ta vẫn có thể xếp được một cái lộ trình trước, thì tất cả mọi người đều biết, doanh nghiệp cũng sẽ chuẩn bị, và bản thân người tiêu dùng thì dần dần họ cũng sẽ quen với cái việc là thích ứng, giá thuốc lá cũng sẽ tăng dần, thì cái đó họ vẫn chấp nhận. Chỉ có điều là tăng, chúng ta đang nói đây là tránh tăng sốc, dạ. Chứ mình không nói rằng là không tăng.
Xin được lắng nghe thêm ý kiến của ông Hoàng Văn Cường. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của chị Cúc và chị Vân. Có lẽ chúng ta phải thấy rằng là nếu chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào công cụ kinh tế là tăng thuế để tăng giá để mà hạn chế tiêu dùng đối với thuốc lá thì tôi cho rằng là sẽ không thành công. Bởi lẽ là chúng ta nhìn thấy cái đối tượng mà dùng thuốc lá hiện nay ấy, không phải là cái người là có nhiều tiền mà chính người có ít tiền. Như vậy rõ ràng là đây không phải là vì kinh tế. Mà nếu chúng ta mà cứ đơn thuần chỉ nhắm vào cái công cụ kinh tế như thế là chúng ta đang tác động nhiều vào cái nhóm là cái người nghèo, người mà lao động. Và như vậy thì nó sẽ đẩy lên tình trạng là người ta sẽ tiêu dùng những sản phẩm là không chính thức. Đó không ạ? Như vậy thì có khi nó lại tác động ngược. Và đối với thuốc lá cũng như là rượu bia, chúng ta nhìn thấy cái tác động để mà hạn chế tiêu dùng ấy, nó phải đi kèm theo cái việc là thuế này, là những cái biện pháp quản lý hành chính. Đấy, cái đến tác động rất mạnh. Và như vậy tăng thuế chúng ta phải có một cái lộ trình để chúng ta dùng công cụ thuế đó để chúng ta sẽ tăng các cái hoạt động tuyên truyền đấy, để giáo dục và sử dụng các biện pháp hành chính khác đi kèm theo đó. Và tôi rất đồng tình rằng là chúng ta trước đây đang dùng cái thuế tương đối thì bây giờ nên có cái thuế tuyệt đối nhưng ở một cái mức rất là phù hợp đấy, và dùng nó để làm công cụ để tuyên truyền phổ biến và đưa thêm các biện pháp hành chính vào. Điển hình như là chúng ta phải quản lý chặt chẽ các cái kênh phải bán thuốc lá. Nếu chúng ta quản lý chặt chẽ kênh thuốc lá không phải bán một cách dễ dàng như thuốc lá bán dễ hơn rau không thể tiếp cận dễ dàng thì bản thân cái việc đó một là gì là bản thân những người mà nghiện hút ấy người ta cũng sẽ phải điều chỉnh cái hành vi của mình. Nhưng mà quản lý đấy ấy, thì nó sẽ quản lý được cái hành vi là người nhập thuốc nhập lậu. Thuốc nhập lậu vào là chúng ta sẽ quản lý được cái nguồn gốc anh mang bán hàng ở đâu. Đấy, và như vậy nếu chúng ta quản lý tốt được kênh phân phối nữa thì chúng ta cũng sẽ có đồng thời hạn chế được cả cái vấn đề nhập lậu. Đấy, thì tôi cho rằng là chúng ta phải sử dụng tổng hợp của biện pháp. Rồi là như chúng ta hiện nay đang sử dụng biện pháp về tuyên truyền vận động rất tốt như là không sử dụng thuốc lá trong phạm vi này, không sử dụng thuốc lá kia. Người sử dụng người ta thấy bất lợi đi thì rằng người ta cũng sẽ thay đổi hành vi. Đấy, nhưng tôi cho rằng là đó là một loạt các biện pháp tổng thể để chúng ta cần phải tác động để chúng ta đạt được cái mục tiêu là hạn chế cái sử dụng thuốc lá chứ không phải là chỉ nhằm một mục tiêu là gì tăng thuế để tăng cái nguồn thu. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của các khách mời ạ. Các khách mời thì cũng đồng tình việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là để hướng đến mục tiêu hạn chế tiêu dùng là cần thiết. Tuy nhiên nếu thuế tăng quá nhanh thì sẽ tạo cơ hội cho thuốc lá lậu tăng nhanh, gây ra cho kinh tế xã hội rất nhiều hệ lụy. Nhà nước bị thất thu thuế, doanh nghiệp chính thống thì phải gồng mình để cạnh tranh với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Vì vậy, đa số các kiến nghị cho rằng không nên tăng thuế quá đột ngột và nên có lộ trình phù hợp để các doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi, tránh các ảnh hưởng quá lớn đến các doanh nghiệp sản xuất, đến người lao động, đến người nông dân và nguồn thu ngân sách dài hạn. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các khách mời đã tham gia với chương trình tọa đàm hôm nay ạ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.